tiền. F3.8 rồi. Đến đây người ta đã rén rồi. Ok, Iceland hay là Iceland có hồi sinh ma ngay từ đầu đánh cũng dễ. Ok, cứ lắc F1. À để xem người ta đánh thiên thần kiểu gì. Lấy đại tiền này đúng không? Thì sẽ không có đồ. Không một gỗ đá. Xin tâm 137, ok. Loanh quanh lại bị Iceland tước vào mặt bây giờ. Cầm lên tay sẽ lướt mặt. Trận này có nên build không ta? Đó, xương áp. Xương áp thì hơi ít. Xương áp thì sẽ hơi ít, lót. Đâu, hot kìa. Được. Xem được bao nhiêu con này. Không thấy á, thôi bỏ đi. Giếng ở đây thì ăn kiểu gì bây giờ? Ăn cái bóc này xong vòng đến đây. Vòng đây ăn giếng này à? Thì xấu quá nhỉ. Ăn đây vòng đến giếng này. 1-1 ok. Oh my. Xui thế, vỡ lúng một lùn. Lên cho nó nhanh không nhỉ? À, cố lên thì cho nhanh.
Được, hấp dẫn. Hấp dẫn. Mới thực sự chậm thế. Sương chậm quá. Từ 250 nữa vào đây ra đây làm 281 thì sẽ không đủ về thành. Tôi có về thành rồi. Số còn nhiều hơn cả mình. Này làm sao nhìn thấy họ nhỉ? Nhất thành đầm lầy à? Đầm lầy. Bên này titan.
Ngon rồi, thế là đủ hết rồi. Bướm mắt à? Thuyết nhỉ.
kiếm xong luôn này. Mút mana. Đồng thế. Đồng thế à? Xem từ từ xem nào. Hethersa được 150. Hồi thành là 12 mana. Mình còn 50 mana dùng được 4 lần cái này, 4 lần thì được chơi. Thế nhiên mỏ băng tay cũng giải mỏ xương ta. Thế nhiên mỏ băng tay. Nếu không lầm thì bỏ băng tay. Thank you.
Cái gì ấy? What? Đang đi tìm bỏ tinh thần à? Nghi lắm. Giờ tận đây bỏ cái này.
Hot pit vịt à? Hot pit khi đã hi ra à, pit chắc vịt. Thế cái móc nào gì? Tệ thật.
cái bốc nào luôn. Đây, bóc ở hết ngoài này, sợ thế. Xem nào. Thế xem nào. Giờ mới thấy bóc ạ, sợ thật sự. Mà củ cái này 500 đo để ăn nhà lùn quay về là đủ. Đo một lần hồi thành một lần là 200, mà 200 là 400, 400 van và 500, ok. Scale cho mày luôn. Go!
cutting, yeah. Cuối đời em lips cutting. Uh-huh. 700 đánh con này. Trừ khi mày chói tao vào. Xem nào, thì thằng này ra giữa mít luôn à? Có nên không nhỉ? Đẩy thằng ra giữa mít đi. Kiểu gì với nhỉ? Ồ! Lót. Solo 1-1. Solo 1-1. Solo 1-1. Oh! Sức gió đây rồi. Thôi ra lấy thêm bít chứ cả. Cầm xương đi chậm. Xây được cổng xương luôn này. Phải bỏ tiền để xây đầm lầy hơn. Bóc giữa đường luôn đấy hả? Đỉnh vậy, cung thẳng à? Xem nào, thành ở đâu ta?
Hành tây à? Ngon. Còn lần đo 600, hồi thành 200, 200 đo một lần là đo một lần là 200 nữa, hồi thành là 200 không đủ rồi, thôi về nghe đi. Nice. Pacific Pit cần 5 gỗ, ok, đổi luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Phun trợ rồi. Rồi. Rồi, mai xuống lấy cái xích gió thôi. Anh Nam đánh với ai mà 136 vẫn chưa hết sinh tồn vậy? Anh đang đánh với ông Tây. Để Simpson bao nhiêu vậy? Anh không biết được, anh không để ý. Không, anh đánh không để ý được Simpson bao nhiêu. Ông ấy thành gì? Hả? Ông ấy thành gì? Họ á? Họ thành thiên thần. Thiên thần. Thiên thần thì khó nhỉ. Mà sao giờ này chưa thấy mặt mũi ở Mít? Ây da, xùi tê. Với con gì cũng với đúc con Naga. Bộ tài nguyên này dưới chân này. Ngàn dòng luôn. What? Cái thì đủ đó à, đủ bắn kia, ok.
Counter Sky cho con à chưa có thả máy cái bó đâu. Ừ, chưa có sức bó có thể thật. Hạn chế mana thì này cũng vào đấy. Năm trăm được được. Tên người ta hình như là để đấy bây giờ hết Sinh Tên đấy đúng không? À vẫn chết Sinh Tên này. Vẫn chết Sinh Tên. Bên tay trái dưới có nhà giống anh. Đấy, anh đành cái sạc lốt phải để xây vịt tuần này à? Anh cần xây vịt tuần này rồi. Nước bây giờ con này không biết đánh được nhà rồng này không. Trừ một lắc để xem là liệu có đánh nhà rồng này không nhỉ. Đánh thoải mái. Cái giáp anh hơi thấp, 9 giáp anh sợ khó. Không sợ lắm. Vào bạn thành gió cho nhanh đúng không? Anh có gì mà anh có meteo mà chết con rồng xanh rồng đỏ đi. Vẫn phải vào gọi con thần gió để rình rình ấy thôi. Để chẳng may nó cắn nó chết nhiều quá nó chết. Ôi trời ơi, biết ngay mà nó cắn phát mười mấy con luôn. Đủ bộ 4 lên hả? Ừ, anh xem nào. Còn cái sạc lốp nào gần đây không nhỉ? Từ từ anh xem nào. Không có cái sạc lốp nào gần đây. Thế thì thôi, đổi đi. À, ngày như xây Hira luôn này. 10 cỗ ok, đổi luôn. Nếu anh thiếu gỗ thì anh phù về thành kia một tên ăn 3 cục gỗ lẻ kìa. Cũng được, đốt phải đổi. Anh ăn nốt mấy cái này cho nhanh. Mai về lấy sẵn được, bây giờ đổi chưa nhiều lắm.
thấy cái bóc này đang ngon. Mấy bóc này ngon quá, cả dùng vàng trên kìa. Anh không muốn về. Đạt ạ. Ơ tôi hỏng rồi. Thế này thì ừ nhỉ, cứ nói phải ăn bóc này trước, ăn bóc này. Đâu sao, ăn bóc này được. Ăn bóc này được. 300 không đủ về thành. 200 không đủ về thành. Nhận tốc. Anh đủ bộ búa rồi đúng không? Anh đủ búa rồi. Còn thiếu cái khiên ở ngay dưới. Okay. Khiên xin xin lúc dưới có. Xin lúc á? À, nhà vịt dưới. Nhà vịt ở thành giữa. À đây à. Thế thôi bây giờ thì đánh cái đấy nhận lại, nhận tốc rồi đã. Ui nhà rồng nữa này. Đánh cái nhận tốc rồi xong về thôi. Cắm luôn, một vịt thì cắm luôn đi. Cắm được luôn này. Mày đấy, ngày mình làm được nhiều việc phết. Ui dồi ôi đồ. Phần 2 rồi. 1 xem nào. Nhẫn tốc này. Nhưng mà đánh sớm như này mặc bộ búa yếu lắm. Ừ. Mình có bao mà, mình có bao cả đồ chơi, cần gì ở búa đâu. Mặc luôn bộ thần tập cho khỏe. Mặc bộ thần cho khỏe thôi, chuẩn. Anh cũng nghĩ thế. Đây là cái khiên này. Đó, cứ lấy thôi, nhà nếu mà ta kéo lết. Bây giờ cày mỏ đánh nhà rồng. À, thư viện, ui, quanh chỗ mình nhiều chỗ đánh lắm Đạt ạ. Nhiều cái để đánh lắm. Nhìn xuống. Ra mít mà anh. Ừ. Được sao mít thôi thế. Anh làm đánh ông Tây trên mạng này. Không biết anh Nam, ra làm trận hả? Vẫn ổn em. Tí đã xong rồi anh rủ anh Nam bánh. Sao tâm anh Nam? Ơi. Chắc là sắp rồi. Sao tâm đây? Anh nghĩ vẫn ổn đấy. Nếu để người ta đánh được mình thì người ta cũng cần phải đến 9 con thần chứ. Anh Nam này sắp đấy, anh Nam này sắp xong chưa? Anh sắp xong rồi. Dạo này làm trận đi là vừa. Nhưng là 15 đến 6 giờ là vừa. Mình muốn đánh xuống đây cũng đánh cái này bởi vì cách cái thư viện nó có cái nhà mát. Nó nhìn được một đoạn nó dễ. Sao cái thư viện có nhà mở map nó như nào đã? À bên cạnh cái thư viện ấy có cái cây mở map ấy. Cái cột sáng ấy. À ý này. Đấy. Mà thôi chết xương là mình không giữ. Thực sự giữ tôi làm gì? Anh đi một mạch đúng không? Anh đi một mạch đúng không? Xưa ngày nếu giữ được thì đánh cuối mỗi trận 7-7 con này thì mỗi ngày mình đánh nhiều trận nhiều phết đấy. Nhưng mà thôi rồi, giữ đi. Bằng nào bị mất. Đi nhặt ve chai. Xương nó không đánh thì mình còn đấy mà. Xương cứ đứng im, nó có ném xương không? Sao nó không ném xương nhỉ? Vampire đánh được nó sợ vampire hơn thì sẽ sửa. Đèo. Quái AI nó dễ chủ động, đánh bọn quái nào mà nó sợ hơn anh hay như nào? Anh không biết rồi. Em tưởng sâm lạnh thì nó lại không cần đánh nhé. Về lý thuyết nó như thế. Anh phải cháy xa khỏi cái tầm đánh bay của nó mới không bới được. Mất. Nếu anh ngủ ngoài giữ sơn thì chưa thể ra nơi được đúng không? Từ cái kia, ok, ngủ ngoài đi. Ai ngủ ngoài thì phải vứt xương. Thôi rồi, bỏ xương đi. 19 con xương rồi. Ngủ ngoài thì phải vứt xương thật. Ngủ ngoài vứt xương thì phải bỏ xương thôi. Cầu đất. Xem mà, chỉ số hiện tại của mình cũng khá ổn. 28 power ra cũng khá là ngon. Rồi. Chỉ số họ thực tế à. Ra mít đâu mà. Trận này anh có định sang đấy họ luôn không? Hay như nào? Quân mình mạnh cậu đi sang em. Thế thì còn lâu mới xong trận này. Bò. À, bò cuối tuần xịn được. Bị up lên lấy mấy cái đám kia đã. Nếu mà đẹp thì chúng ta có thể đẩy cũng được.
Tuần này khai hết rồi, bây giờ anh về đấy thư viện nào. Về stable xem phép tiếp còn thoải mái. Fly lên anh. Cầm con rơi để sướng đỡ mất tay, cứ nhảy nhà rồng. Ui hai bóc ngon luôn kìa anh kìa. Hai bóc ngon luôn kìa. Ui bóc tinh thần phải đánh trước kìa. Vịt đấy. Bóc là thằng cứ sang đánh họ luôn rồi. Hai ngày nữa đánh họ luôn rồi. Đấy, mày đừng khôn thế, mày mày sợ mày trốn vào cái góc của con vai luôn. Đỉnh thật sự. Sướng nhỉ. Con ngỗng. Ui. Thoải mái, mua quân thoải mái. Cung là đẹp gì đâu. Cộng lắc này. Đánh nhau tía bỏ cộng lắc lên. Đồ. Chưa xây đất đấy. Không có gì mới cả. Xây đất làm gì đâu. Chắc có thêm Protect Air thôi. Chứ con này nó có mệt theo sẵn này. Nhà rồng bốc phượng sẵn ngon. Hôm nay còn nhiều mana ngủ ngoài tiếp. À không có phải ăn bóc ở dưới vậy. Bóc ở dưới bóc. À không được. Đừng dùng phép anh ơi, cái này phép đâu. Đừng dùng phép đâu. Không dùng phép đâu. Em mà kiên anh là được. Thoải mái. Không đánh nó bây giờ nó yếu máu là mình đánh không hồi được con tai đâu. À, cái con cuối cùng thì em luôn phải check máu của nó. Có đến đo ấy. Anh đánh con Pegasi xong anh đo xuống chỗ con phượng là đẹp đấy. Hết đo rồi. Phải không nhỉ? Còn cả anh đo một lần mà. Mana anh còn hết rồi. Anh hết đo rồi. Anh hết đo. Thôi về cũng được anh. Hôm sau số căn nhà rồng rồi cả ăn con phượng luôn. Đánh con này thì mẹ vịt dễ đi lắm. À thì ra dễ đi á. Bỏ mà. Đi ra được. Không bỏ không? Đi ra được anh. Hả? Không dám đánh gì ra đâu. Được. Đúng chưa? Anh cứ phải xoắn. Úi sổ. Tầm này 200 thôi về thành thôi. Thôi về thành cứ bình tĩnh. Đâu xe thành đấy. Nhầm à? Đây. Không. Xót xương lên đi anh. Bây giờ anh đổi tiền lấy gỗ cho anh ạ. Xong để đổi chợ cho anh ạ. Anh xây ta ven, đổi xây ta ven lên anh. Đây từ em mọi đánh cái gì. Đổi thoải mái, đổi từng chợ một. Đổi từng chợ một thôi chứ anh, đổi nhiều thế. Đổi nhiều anh đắp thịt luôn. À. Đi sẵn đánh họ luôn anh. Sao chỉ số em. Từ từ ăn đi ăn bóc đã. Đi ăn nút bóc đã 135, 145 thì đẩy. Không nên đẩy sớm, đẩy sớm chả giải quyết vấn đề gì. Mình cứ tăng cường thêm trong 2 ngày. Bây giờ người ta ở Biome rất cao hiểu không? Người ta sẽ không thể tăng quân thêm được nữa. Cái tuần này mình thì có thể tăng quân. Thế thì mình cứ đánh thêm bóc nữa. Thì đến cuối tuần mình đẩy đúng cái timing cuối tuần để không kịp. Để cho người ta không kịp lấy quân đầu tuần, em hiểu không? Sao anh không xây ta ven lên để xem họ có như nào? Ừ đấy anh quên. Mai anh xây được. Anh đổi hết chợ chưa? Ừ, bây giờ là anh đổi hết rồi. Bây giờ lên đây ăn power này. Anh còn một chợ nữa. Ăn power này. Một thành. Đây thành chính em mai xây cái chợ lên thôi. Là cuối tuần mình vẫn xây được con Basilic mấy con này. Nếu mà họ chạy mình vẫn phải xây quân. Mình chạy họ chạy mình không xây quân là mình thiệt. Hiểu không? Bây giờ chắc người ta là lên thiên thần thôi. Xây ta ven xem nào. Nhiều đồ á. Đây, mình đánh cái này ạ. Xây chợ này. Rồi, đây là đồ thôi. Hết đây này. Phủ chợ thì đổ hết này.
bây giờ mình sẽ nhìn được quân của họ. Bây giờ có tinh thần thấy chưa? Tinh thần đáp. Con này nhá, con này vampire sợ đấy cực. Đây. Vampire sợ đấy cực, nó bắn một tên là vampire gần chết hết rồi. Đây. Ừ. Cái con đây nó bóc bò, con bò. Tức là em hiểu không? Nó bắn cho giáp thủng cái vampire không kịp. Đánh được hồi không lại. Được hồi nữa. À đây, bò, người. Ý ra anh có nước không? Ý ra teleport con bò ra khè cho thiên thần vào cho sướng. Anh nhìn. Có nước chứ. Lâu lắm chưa nhìn thấy bò khè thiên thần. Chả sợ con ba đấy, chả chết trên, chả giết được bò đấy. Quay lại chém nó. Sợ. Đấy, ngon. Thế là mình được bóc bò, bóc vịt. Anh có một lần đo nữa. Hết đo rồi đúng không? Ừ, thôi bây giờ về thành thôi. Anh nghĩ về thành thôi. Không gì, không gì, anh Nam, anh ăn cái kia đi. Ăn cái kiếm, gì? Cái gì để cộng mo đã, cộng gì, có cái ăn không? Còn thừa nước đi mà. Cũng được. Đấy. Đúng không? Đàn anh trả thừa lúc đi, anh về thành chính thôi chứ đúng không? Ừ. Thoải mái được đúng không? Này sang đánh là chúng chết rồi, họ không ra mít thì không bao giờ họ phải vào mình được. Họ có mỗi chân thần như mấy. Đấy anh. Thế nào, 5 năm 30 bò anh. Ui sao đánh luôn nó luôn anh ạ. Em lấy tầm này mà chơi ra mít. Có khi chả cầm theo xương, đi chậm. Không phải cầm xương chứ. Bởi cầm xương, thế cầm xương anh. Cầm xương thì anh nên đẩy luôn đi, không thì nó sẽ đi chậm ấy, sợ không sang kịp. Sang đánh luôn cho họ không kịp ra ngoài, họ đánh nhà rồng kiếm tiền đấy. Đúng rồi. Tầm này rồi. Được vẽ chắc được mười mấy chân thần. Rồi anh về anh ok tốt. Rồi về lấy xương với vampire đi. Cái lượng cái mana của mình không biết đủ không? Trời mình thấy. Anh uống lượng ma anh còn không thèm gì nha. Anh không cầm xương về để up xương luôn. Không up. Up làm gì? Up lên thêm một speed thôi. Được mỗi cọc chuồn chuồn mất. Thêm cọc chuồn chuồn. Đang đây vịt đứng đây, cầm pai đứng đây, chuồn chuồn đứng đây đúng rồi. Xương giữa đi. Thì thôi anh. Để anh xem mà cái bộ này xem nó lắp vào là được bạn. Con chuồn 3 1. Ôi không ăn thua. Có 4 ăn thua. Ác quá. Thôi còn thần bỏ đi lấy tốc lên. Đấy. Tí rồi nó lắp vào sao? Gần đến ngày lắp vào sao? Có bộ máu anh. Ừ? Anh có đủ bộ máu không? Bộ máu chả cần đúng không nhỉ? Tầm này con nào cả đường. Rồi chuẩn bị chiến em... rồi, check lại đồ mà. Anh Nam ơi, theo em ngủ chỗ này thì mặc bộ búa lên hơn không? Không cần. Mà họ anh mặc bộ búa anh cắt player lên thì anh sao một phát từ khi họ đi luôn hết làm thật. Anh phải có gạt nước mà đúng không? Ta bỏ thành rồi. À người ta xuống đây à? Được, chơi luôn. Chiếm thành chính họ luôn. Đánh luôn họ luôn á? Từ đây họ có thể lấy thành mid của mình. Bây giờ mình phải đánh họ luôn thì mới được. À. Sao lại này? Anh sao lại xem kỹ. Chắc chắn ở đây. Ui, họ còn cái bóc quả cho ăn kìa. Cảm ơn. Rồi ông ơi, đợi thêm rồng nữa. À anh Nam soi chuẩn này. Mẹ con chuồn chuồn đi.
thêm được chuồn chuồn hơn, nó cắn cho thiên thần cho nó giảm đam. Ôi thôi, cái bộ này thì cứ bộ búa mà chơi thôi. Quá yếu, tí mà cắt của layer lên phát là xong luôn, một đơn là chỉnh kết thúc. Xem nào, con Hira đứng đây. Được. Thằng này yếu quá, đánh yếu quá, mẹ Bill quân là yếu là mình. Chín đến thần thì anh Nam khè phát chết mẹ hết. Ôi Paul người ta 35 rồi, không để ý rồi. Hỏng rồi. Hả? Paul người ta 35 rồi kìa, mình không để ý rồi. Thì cho đánh trước một tên thôi chứ giải có vấn đề gì đâu. 35 anh nhân reset được bao nhiêu? Được 1.600 không? Nào. Bây giờ nha, anh sẽ cắt bộ búa lên, xong rồi anh thổi prayer lên nữa cho con bò này thổi sử thiên thần. Anh khè phát chết đi thiên thần thì họ gì còn đồ chơi nữa mà. Họ giấu đồ chơi em ra chỉ số mình có cả. Không để ý, quên không check chỉ số họ. Nhưng thôi bộ búa cũng được. Tập này họ trên 35 nhân với hoặc chưa ra mid cứ cho là nhân với ấy đi, 2001 cộng với 150 2250 chết được 30 bò à 30 vịt. Với cả anh Nam họ chỉ phép họ cao mình bộ búa càng lợi, khỏi áp sát họ luôn thì họ trên được vào mắt nữa. Đúng không? Tên đầu tiên mình player lên tốc đã. Lại cắt player lên rồi. Anh cắt player anh khi hết lên thì dần dần lên thì mẹ phép thì thành vô dụng. Còn bò là che mất số xương. Cẩn thận check xương không mẹ. Lại vỡ mồm với xương 900 xương. Xương nó sạch cả. Cái gì đấy? Bơ sạch à? Bơ sạch à? Bơ sạch cả. Anh xem con bò này có phi để trốn trên thiên thần không? À phải player lên đã chứ nhỉ? Tới player lên được kiến này. Đấy, cho xong luôn này. Mày thằng này bao nhiêu? 84 à? Hay là bao nhiêu cơ? Con bò tới không anh? Con bò tới trên thần không anh? Con bò cơ mà. Con bò tới. Con bò tới thì xong luôn rồi gì nữa. Bye bye thiên thần. Bye bye thiên thần. Oh my god. Oh my god. Ôi thằng này nó chắc nó vừa ăn được cái gì anh nhỉ? Hay là giấu đồ? Sao đồ tăng nhanh nhỉ? Well played. Bò. Vãi cả bò. Đang phát một con thiên thần tân sau mình lại được đi trước mà. Quy ra đi ngang thiên thần, xét thẳng thiên thần cái là xong. Tân sau xét thẳng thiên thần thôi, lại xử cái đám nữa. Bộ sợ thôi, mỗi cái Zlot là khỏe nhất thôi. Hiện tại đang 74 Zlot. 74 Zlot. Tí anh thử check có hồi sinh xương được không? Hả? Hồi sinh xương còn gì đâu. Người ta cũng không gì chơi rồi.